rất vui gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay nha. Thì cũng khá là lâu rồi mình không có ra video các bạn. Thì do tình hình dịch bệnh rồi do thù công việc của mình nên mình không có ra video được. Thì hôm nay rất vui gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay mình ra cái video này thì nó cũng khác chủ đề từ ngày mình làm nha các bạn. Thì ở đây thì có mới đặt mua được cái một cái sản phẩm đây trên Lazada các bạn. Này là cái gì đây, cái micro không dây phỏng vấn giảm tiếng ồn gì nè, mình thấy nó rẻ nên mình đặt trên Lazada các bạn. Thì hôm nay mình mới nhận được hàng, thì nguồn gốc xuất xứ nó đâu bên Trung Quốc nè các bạn, người gửi ở bên Trung Quốc nè các bạn ha. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ thử khui hộp và thử cái chất lượng của nó như thế nào nha các bạn, để cũng phục vụ cho việc quay video của mình thôi chứ không có gì hơn. Thì mình mới mua nên mình khui thử, nếu mà chất lượng của nó tốt thì mình sẽ để đường link phía dưới cho các bạn mua, các bạn sử dụng ha. Thì và sau đây thì mình sẽ tiến hành khui thử cho các bạn xem nha. Đây nha các bạn, bọc khá là chắc chắn, mình tay cầm một tay xé nên mình xé trước nha các bạn. Đây, đây là cái hộp của sản phẩm. Đây, nhìn rất là đẹp nha các bạn, made in China luôn các bạn ơi. Đó, wireless microphone. Đây nó có gì đây, đây là chi tiết nè, dùng trong live show, interview, vlog short video. Đây, đây sử dụng để live trực tiếp, phỏng vấn và làm video vlog ngắn. Đây là chi tiết sản phẩm nha các bạn. Này, hộp đồ đựng khá là bắt mắt các bạn ơi. Đây là sản phẩm của Trung Quốc, mình không biết chất lượng nó như thế nào. Đây mình xui ra thử. Này tay mình quay sử dụng cái tay cũng hơi khó khăn nha các bạn. Thông cảm nha. Hôm nay mình không có đem cái chân quay theo nên mình khó sử dụng. Đây. Đây là cái gì đây? Sách hướng dẫn các kiểu. À mà quên nữa, sản phẩm này thì nó có hai chế độ các bạn. Đây là một cái sử dụng cho cái đầu cắm tai C, một cái là đầu cắm Lightning của iOS nha các bạn. Đây đầu cắm tai C của Android. Đây, đây là sản phẩm, đây là chi tiết sản phẩm của mình nha các bạn. Đây có một cái đầu sạc cũng tai C luôn nha các bạn. Đây, đầu cắm tai C, cắm trực tiếp vào máy luôn. Chưa bóp siêu luôn nha các bạn. Đây là cái chính của mình. Cái dột cái là cái giảm tiếng ồn, cái mod. Con tài khó quá. Gắn vô thôi. Đây là sản phẩm chính, dùng cái này thì để kẹp vô áo thôi các bạn. Đây là mic thu âm, mic trên mic dưới luôn các bạn. Đây nó có cái gì ta, mình gỡ ra thử coi. Đây là cái gì đây, đây có cái sạc luôn nha các bạn. Đây là sản phẩm của mình. Đây thì có gì đây, hộp hộp thì quá trời nè, một tay mà quá vui khóc luôn quá. À dây sạc đây,
thì sạc đầu USB Type-C nha các bạn. Đây chi tiết bên trong cái hộp có shop chống sốc rất là đẹp nha. Đây, đây là cái mi cũng khá là xịn sò đó các bạn. Không biết chất lượng nó như thế nào để mà mình sẽ gắn trực tiếp vô mình test cái chất lượng của nó nha các bạn. Đây. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình test cái chất lượng của nó nha các bạn ơi. Đây nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành thử mic nha các bạn. Alo, alo. 1 1 2 3 4. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình thử. Các bạn hãy cảm nhận nha. Coi cái chất lượng âm thanh nó như thế nào nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình để cái điện thoại đây, mình đi xa ra. Thì khoảng cách nó khoảng 10 mét nè các bạn ơi. Không có chân quay thật khó khăn nha các bạn. Đấy. Alo, alo. Alo. Giờ mình sẽ tiến hành mình đi về hướng dưới kia nha các bạn. Đây đó thì khoảng cách cũng khoảng 10 mét cho đến máy quay nha. Giờ mình đi xuống. Alo, alo. Các bạn nghe rõ không? Chất lượng như thế nào nha các bạn? Alo. Alo, alo. Alo. Đây thì mình đi tới cuối phòng nha các bạn. Thì khoảng cách từ đây lên đó thì có khoảng 10 mét các bạn. Đó. Thì thử coi xem chất lượng nó như thế nào nha. Đi vòng qua đây luôn. Alo, alo. Alo. Alo, alo, alo. Thì mình để bình thường trên cái vé áo thì mình nói chuyện cũng bình thường nha các bạn. Đấy. Thì mình thì thấy sản phẩm này thì cũng rất ok đấy. Alo, alo. Thì các bạn thấy chất lượng âm thanh của sản phẩm này như thế nào thì các bạn hãy bình luận ở bên dưới video cho mình hay nha. Thì nếu mà các bạn muốn mua thì các bạn mình sẽ để cái đường link phía dưới và mua trên Lazada nha các bạn. Đấy. Thì mình thấy chất lượng thì cũng rất là ok đấy. Alo, alo. Này giá thành thì cũng rất là phải chăng nha. Thấy như một cái micro như thế này thì rất là phù hợp cho các bạn mới tập làm YouTube nha các bạn. Hoặc là TikTok nha. Thì mình thấy sản phẩm rất là tiện lợi, đẹp, bắt mắt. Và video mình kết thúc tại đây nha các bạn. Thì mong rằng các bạn sẽ ủng hộ cho mình. Thì có cái micro này thì rất tiện việc cho mình thu âm. Thì nó giảm được bớt được cái tiếng ồn. Thì khi mà mình và đặc biệt là đối với mình nữa, mình quay video thì chỉ có một mình thôi. Mình dàn dựng quay thì đôi lúc thì nó cũng cái điện thoại thì nó cũng không thu hết cái chất lượng âm thanh. Thì cũng mình sử dụng cái micro này thì cũng rất là tiện lợi cho mình. Thì các bạn nào cũng làm YouTube một mình á thì nếu mà có thể thì các bạn có thể sắm thêm một cái micro như thế này thì rất là tiện nha. Thôi video mình kết thúc tại đây, rằng các bạn sẽ ủng hộ mình nha. Có cái micro này mình sẽ cố gắng quay video nó sẽ tốt hơn. Thôi chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Các bạn nào chưa đăng ký kênh hãy bỏ ra một giây để đăng ký kênh và like ủng hộ mình nha. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.